À, Đức Anh có đoạn uống bia vậy nè chị. Đổ đó. Đổ đó. Em đúng nhá. Cụm ly đòi cụm 100% nhưng mà uống không hết. Là đến đoạn mà mọi người không chú ý là Đức Anh đổ rồi sao ấy. Em là như kiểu vậy nè. Ví dụ đâu cái chân nước này là bia đi. Vô nè, 2, 3. Thì em đầu tiên là em sẽ khích. Rồi anh em vô nè. anh Huy đi rồi, nhậu rồi, em. Chúng ta đi nhậu rồi, nhau nhậu rồi nè, đúng không? Nhậu nè, nhậu nè. Đấy. Anh Huy. Sao em? Em thật sự rất là quý anh luôn á. Anh biết mà, anh quý em. Cái câu đó là câu cửa miệng của em luôn. À, gặp ai em cũng quý em. Quen lắm ấy, câu này quen lắm. Văn vẻ. Tuy gặp nhau chưa lâu nhưng mà thôi anh em... Mình cạn ly. Hết nha. Yeah. Ok em.